Dạ. Cảm ơn. Nam mô Bụt Tha giá. Đây là chương trình Buddha Dhamma trên mạng internet qua Bantalk, Facebook và Zoom mỗi ngày 2 giờ mùa đông Việt Nam từ 8:30 tối, Houston từ 7:30 đến 9:30 sáng, New York 8:30 đến 10:30 sáng, Cali 5:30 đến 7:30 sáng, Paris 2:30 đến 4:30 chiều, Sydney 11:30 tối đến 1:30 sáng. Con Phong Lan thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ bảy ngày 5 tháng 3 năm 2022, Phật lịch 2565, bài học hôm nay môn học kinh Tương Ưng Samyutta Nikaya. Chương 4 Tương Ưng Ác Ma, phẩm thứ 2, bài 3, kinh Mảnh Vụn Sakkalika Suttang. Thân bệnh nhưng tâm không bệnh, tỳ kheo giác đẳng chuyển dịch và biên soạn giáo trình sẽ do Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha giá. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian dài. Vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì dạy hạnh, biết là trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, hầu phước lành. Sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ Tam Bảo ngày hôm nay. Và tiếp theo chương trình, con xin được kính cung thỉnh Tọa Tuệ Từ Bi dẫn nhập cho nội dung bài học Bụt Tha giá. Nam mô Bụt Tha giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ tăng chúng. Thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hình ảnh Đức Thế Tôn mà tên bị thương tích vào ngày nằm đó, rồi ác ma đến nói những lời giống như là trêu chọc này, chúng ta cảm thấy bất bình, thấy thương Đức Phật quá. Thế nhưng chúng ta xét lại thì không biết chúng ta thương Ngài hay là Ngài thương chúng ta. Nếu giả sử như phàm phu chúng ta bị thương thích như vậy thì tâm chúng ta sầu khổ, chúng ta bị hai mũi tên. Nhưng mà đối với một vị giác ngộ, một vị giải thoát như Đức Phật thì người chỉ có một bị một mũi tên thôi. Câu trả lời của Đức Phật cho ác ma
là đã nói lên cái sự kiện Ngài an nhiên tự tại giữa cuộc đời và Ngài thương chúng sanh như thế nào. Khi mà học qua kinh điển Pali, chúng ta về nguồn, chúng ta sẽ cảm nhận được cái thật ở trong cái giáo pháp này. Sự thật là sự thật, không có bóp méo, không có vẽ vời, không có làm nên lệch đi. Chúng ta mới thấy được cái hình ảnh thật của Đức Phật. Còn nếu mà vẽ vời, tô điểm, thì lúc bây giờ chúng ta đã biến hình ảnh của Đức Phật trở thành như là một nhân vật huyền thoại. Thì cái điều đấy có lợi ích gì cho chúng ta cả, làm cho niềm tin ta bị tổn giảm. Ngược lại, khi mà chúng ta biết Đức Phật là một con người thật, thì tự nhiên cái lòng tin của chúng ta càng thêm sâu sắc với những gì mà Đức Thế Tôn đã dạy. Bây giờ chúng ta hãy lắng nghe bài nội dung của bài kinh, sau đó chúng ta sẽ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân Vị Giảng Sư hôm nay sẽ thuyết giảng. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú, sa thú lành. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính tri ân Hòa Thượng Tuệ Siêu đã dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay. Dạ, kính cảm ơn quý sư. Bài 3, kinh mãnh vụng sắc cá lý cá xuất tăng, thân bệnh nhưng tâm không bệnh. Dẫn nhập: không có bất cứ ai có thể đoạt mạng một vị chánh đẳng chánh giác, nhưng chúng sanh tội lỗi có thể làm thân Như Lai chảy máu. Đề Quá Đát Tá từng mưu sát Đức Thế Tôn bằng cách lăn tảng đá lớn với ý định giết Ngài. Ngày nay tảng đá vẫn có vướng trên triền núi, nhưng một mảnh vỡ nhỏ đã khiến chân Phật bị thương. Đức Thế Tôn nằm trong tịnh thức dưỡng thương thân chân. Ma Vương hiện đến chế nhạo Đức Phật, nhưng đó nói lên ý nghĩa về sự khác biệt giữa bậc thánh hoàn toàn giải thoát khi mang thân hữu dư y, dù thân có bị khổ nhưng tâm an nhiên. Hình ảnh một thân cũng được đề cập trong một bài kinh khác. Khi sanh bị một lúc hai mũi tên là khổ thọ và của thân và phiền não của tâm, thì dù thân khổ nhưng tâm không bi lụy. Riêng trong bài kinh này, Đức Phật dùng mũi tên xuyên tim là ví dụ cho ái chấp. Ngài đã nhổ mũi tên ái nên chẳng còn chấp thủ về ngã sợ. Giữa thế gian này thì tất cả sự lo sợ, khổ não, bận lòng về bản thân đều không có. Kinh văn: tôi được nghe như vậy, thở ấy Đức Thế Tôn ở Raja Gaha Vương Xá tại vườn Nai Mát Đát Cút Chí. Lúc bấy giờ chân Thế Tôn bị thương tích bởi một mảnh đá, thân Thế Tôn cảm thọ đau đớn, rát buốt, nhức nhối mãnh liệt, không thoải mái, không dễ chịu. Rồi Đức Thế Tôn xếp y kép làm bốn, trải nằm với dáng sư tử, một chân trên chân kia. Với chánh niệm tỉnh giác nhẫn chịu không bi lụy, rồi ác ma đi đến Thế Tôn nói với Ngài kệ ngôn: sao lại nằm miên man? Ngài đang tìm thi tứ, việc cần làm xong rồi. Trong tỉnh thức một mình với gương mặt ngáy ngủ, Thế Tôn: ta không ngủ mê mệt, cũng không tìm thi hứng, cứu cánh đã đạt được, ta không còn sầu não, nằm một mình am vắng, tâm bi mẫn thương đời. Kẻ bị tên xuyên tim, trong cơn đau vẫn ngủ, ta đã nhổ tên ra, cớ gì không an giấc. Ta không nằm lo âu lo, cũng chẳng sợ giấc ngủ,
ngày đêm chẳng bận lòng, ta không thấy chính mình tổn giảm trong đời này, do vậy ta nằm nghỉ thương tất cả chúng sanh. Attakho maro pa pima janati mam phagawa janati mam sugato ti dukhi dhammano tathe wan tara tha ji ti. Ác ma biết được Thế Tôn đã biết ta, thiện thể đã biết ta, nên buồn và thất vọng liền biến mất tại chỗ ấy. Thích văn: Mandija nukho se si uda huka reya mato. Sao ngài lại nằm miên man, đang tìm cảm hứng làm thơ? Atha nute sampachura nasanti. Không có những việc cần phải hoàn tất hay sao? Eko vivite sajana sa nằm hí, ở một mình trong am thất cô tịch. Nitha mukho kim mi đầm so passe wa ti. Sao lại ngủ với mặt mê mệt như vậy? Naman di di ya sajya mina pika vay ja mato. Ta chẳng nằm mê mệt mà cũng chẳng tìm thi tứ. Atham same cha ha mat be ta soko. Đã đạt tới cứu cánh, ta không còn phiền muộn. Eko vivite sajana sanam hi, ở một mình trong am thất cô tịch. Sajya mahang sabba phu ta nu cầm bí. Ta nằm với lòng thương xót tất cả sinh linh. Về sầm bí sa lầm usra sĩ phá quý thầm, ngay cả người bị tên bắn vào ngực. Mu hùm há đá dầm quê tha mà nằm nhói tim từng hồi. Tề bì tha sô pầm la pa rê sa sa là, ngay cả đau đớn thế vẫn ngủ được. Tas mà hầm na su pê quý ta sa lô. Vậy tại sao ta không ngủ được khi mũi tên đã nhổ ra? Giác gầm ná sàn kề ná pí về mi sô tùm. Ta không nằm lo âu khi thức hoặc sợ hãi giấc ngủ. Rát tình đi hòa ná nú ta bàn tí má mầm. Ngày và đêm chẳng khiến bận lòng. Hà niềm ná pá xà mi cúc hình chi lồ kề. Ta không thấy sự tổn giảm bản thân giữa cuộc đời. Tasma supe sapa phù ta nukambiti. Nên chi ta nằm với tâm thương xót tất cả chúng sanh. Thích nghĩa mát đắc cút chi, tên một tịnh xá dưới chân núi linh thú cách vườn xoài của Thái Y Diêu. Điệp ngữ mú hùm không thấy lời chung sớ giải bài kinh này, nhưng trong trưởng lão tăng kệ thì từng hồi. Điều thú vị là trong văn học vạn ngữ, hình ảnh mũi tên xuyên tim chỉ cho ái trong lúc văn hóa phương Tây cũng chỉ cho tình yêu. Tuy vậy, hai sự biểu đạt mang tính đối lập giữa khổ đau và hạnh phúc thì kheo Giác Đẳng chuyển dịch và biên soạn giáo trình. Và con đã đọc xong phần kinh văn. Chúng con được xin được thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng nội dung bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sankhaya. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Hòa Thượng Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đệ Đức Tề Tri, Đức Tề Đức, Sư Nguyện Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn vì cho biết đã nghe rõ. Nhà
Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học cái bài kinh gọi là Mảnh Vụn, ở trong cái tựa đề đó là thân bệnh nhưng mà tâm không bệnh. Cái nội dung của bài kinh hôm nay đó là cái câu chuyện kể về cái việc mà Đức Phật ngài bị một cái mảnh đá khi mà Đề Bà Đạt Đa đã tìm cách hãm hại Phật đó. Chúng ta biết rằng Đề Bà Đạt Đa có nhiều cái cách, cũng tìm nhiều cách để mà hãm hại Đức Phật lắm. Cho nên là thả vôi, uống rượu say rồi đâm sầm vào Đức Phật. Nhưng mà vôi cũng không có đâm sầm vào Đức Phật được. Rồi là lên trên núi lăn cái cục đá đó. Nhưng mà rồi nghĩ rằng Đức Phật sẽ bị cái viên đá đè. Cũng không có, viên đá nó cũng không rớt ngay Đức Phật, chỉ rớt một miếng mảnh, bể ra một mảnh văng vào chân của Đức Phật đó. Cho nên rằng là ngài bị thương tích, rồi bị một cái vết thương vậy rất là đau. Chúng ta thấy một điều đó là khi mà Đức Phật ngài bị đau buốt như vậy đó, cái cảm thọ về thân đau đó, thì thế thường với một người bình thường, người phàm phu, thì chúng ta có hai cái sự cảm thọ. Có nghĩa là chúng ta bị hai cái loại bệnh, thân bệnh và tâm bệnh. Cái thân bệnh là nó thường được nói là cái cảm thọ đau đớn của chứng bệnh mang lại. Hay chúng ta bị một cái vết thương gì đó thì rất là đau đớn về thân. Nhưng đồng thời đó là cái tâm cũng bệnh. Cái tâm cũng bệnh là do chúng ta còn có những cái phiền não, tham sân si. Cho nên là khi mà cái thân của chúng ta nó đau đớn, cảm thọ đau đớn, thì thường là cái tâm lý của chúng ta buồn, bực, khó chịu. Thường là chúng ta thấy những cái người bệnh, nếu mà không có một cái sự suy lý cho kỹ đó, thì người bệnh dễ bị cao có, khó chịu. Thì chỉ người phàm phu đó là bị cả thân bệnh lẫn tâm bệnh. Thì cái câu chuyện này được nói đến khi mà Ma Vương đã xuất hiện, lúc mà Đức Phật ngài ở tại một trú xứ, ở đó rồi gọi là Mắt Đắc Cú Chi. Thì khi mà Đức Phật ngài ở đó, Ma Vương xuất hiện. Ma Vương xuất hiện nói lên những cái lời như là nói rằng Đức Phật đang một cái cảm thọ đau đớn như vậy, rồi ngài ngủ như vậy, ngủ mê như vậy, hay hoặc là ngài nằm như vậy để ngẫm nghĩ những cái thư tứ, để rồi đó là từ đó khi mà Đức Phật, Ma Vương trêu Đức Phật như vậy đó, nói như những lời trêu chọc Đức Phật như vậy đó, thì Ma Vương nói rằng là sao lại nằm miên man, đang tìm thi tứ, việc cần làm xong rồi, trong tỉnh thất một mình với gương mặt ngái ngủ. Ma Vương nói như vậy. Nhưng mà rồi Đức Phật hiểu được cái ý nghĩa mà Ma Vương trêu chọc, cho nên là Đức Phật ngài mới nói là ta không mê ngủ mệt, mà không ngủ mê mệt, cũng không tìm thi hứng, cứu cánh đã đạt được, ta không còn sầu não, nằm một mình am vắng, tâm bi vẫn thương đời,
kẻ bị tên xuyên tim trong cơn đau vẫn ngủ, ta đã nhổ tên ra, có gì không an giấc. Ta không nằm lo âu, cũng chẳng sợ giấc ngủ, cũng chẳng sợ giấc ngủ ngày đêm chẳng hận lòng. Ta không thấy chính mình tổn giảm trong đời này, do vậy ta nằm nghỉ thương tất cả chúng sinh. Qua cái lời mà Đức Phật Ngài đã trả lời cho Ma Vương ấy, thì chúng ta thấy một điều đó. Đối với một cái người phàm phu bình thường thì chúng ta có hai cái sự cảm thọ. Ở trong cái hình mà thập nhị nhân duyên ấy, thì có hình một cái người bị hai cái mũi tên đâm trong hai cái con mắt của mình. Mà quý vị biết con mắt ấy, nó là một cái chỗ rất là nhạy cảm, rất là đau đớn, dù là mình bị một cái hạt bụi nho nhỏ thôi, nó bám vào trong cái mắt của mình ấy, thì mình đã khó chịu rồi, khó chịu rồi. Đằng này cái hình ảnh của một người cảm thọ đó là bị hai cái mũi tên đâm sâu vào trong con mắt của mình. Ý muốn nói đó là sự cảm thọ rất là đau đớn đối với một người phàm phu. Bây giờ chúng ta trở lại với một cái điều mà Đức Phật đã trả lời cho Ma Vương về cái việc mà khi mà Ngài trải y tăng và già lê đó, để mà Ngài nằm nghỉ và Ngài tỉnh tọa đó, thì Ma Vương đã xuất hiện để nói lên những cái lời trêu chọc Đức Phật, nghĩ như là một cái người phàm phu. Thì ở đây đó, chúng ta biết rằng đối với Đức Phật đó là một bậc hoàn toàn giải thoát, vượt ra khỏi những cái sự hệ lụy của phiền não, vượt ra khỏi cái sự hệ lụy của phiền não. Còn đối với một người phàm phu đó, thì còn bị chi phối của phiền não rất là nhiều. Cho nên là trong cái tham muốn, trong cái giận dữ, trong cái khó chịu, trong cái sự không hiểu biết, nó đều là sự chi phối của phiền não hết. Phiền não hết. Còn đối với một bậc mà hoàn toàn giải thoát đó, thì các ngài không thể được, các ngài không có bị cái cảm thọ về tâm, mà các ngài có cảm thọ về thân. Điều này đó ở trong kinh điển Pali thường giải thích là chúng ta thấy có một điều đó là trong Phật giáo chúng ta, về góc độ của kinh điển Pali, chúng ta thấy rất rõ ràng Đức Phật là một con người lịch sử. Và rõ ràng như chúng ta biết rằng các bậc thánh hoàn toàn giải thoát đó, thì các ngài vẫn có những cái sự cảm thọ. Cảm thọ ở đây là cảm thọ của thân, cảm thọ của thân. Các ngài cũng bị đói, các ngài cũng bị lạnh, rồi các ngài cũng bị nóng, hay là bị một vết thương, bị một cơn bệnh. Chúng ta đọc trong kinh điển Pali đó, thì chúng ta thấy rất rõ, rất đời thường mà chúng ta thường gặp những cái bậc thánh mà khi các ngài có những cái sự cảm thọ bởi cái thân bệnh này, bởi cái thân bệnh này. Cho nên là trong luật tạng cũng có nói rằng là chư tỳ kheo, khi mà các thầy giới sống một cái đời sống xuất gia, không, các thầy sống đời sống không có gia đình thì các thầy không có thân bằng quyến thuộc, nhưng mà sống chung với các thầy có những bạn đồng phạm hạnh thì các thầy không thương tưởng nhau thì ai thương tưởng các. Ý có nói là một điều Đức Phật Ngài muốn nói rằng cái sự quan tâm, cái sự giúp đỡ nó hết sức đời thường của các chư tỳ kheo chăm sóc, quan tâm, giúp đỡ với nhau. Đó là một cái việc mà chúng ta thường gặp ở trong kinh điển Pali. Hoặc là có những cái bài kinh mà khi có một vị tỳ kheo đau bệnh như vậy thì Đức Phật Ngài đến Ngài giảng những cái điều cần phải quán tưởng về cái cảm thọ đau đớn của xác thân, để rồi một vị tỳ kheo có cái sự an tịnh, quán về cái sự cảm thọ đó, để rồi vị tỳ kheo có cái sự an tịnh để tu tập, để đạt được cái sự an tịnh giải thoát. Đó là cái điều mà chúng ta thường gặp. Trong khi có một số bộ phái của Phật giáo đó thì nhìn nhận Đức Phật như là một nhân vật huyền thoại thần linh. Ở chỗ đó là
chúng ta thấy rằng có thể nói rằng Phật không có bệnh, hay là Phật không có đau, Phật như thế này thế nọ, thì sự thật ra đó, nếu chúng ta biết thật ra thì nó trở thành một cái không thật, nó trở thành cái không thật. Mà khi chúng ta tìm hiểu về lịch sử một cái một vị mà xuất hiện ở trên cuộc đời này, như Đức Phật đã khẳng định ở trong kinh Tăng Chi, Phật dạy rằng một vị xuất hiện ở đời này đó mang lại lợi ích cho phần đông, lợi ích cho chư thiên, lợi ích cho chư thiên và loài người. Vị ấy là ai? Vị ấy chính là Như Lai, Chánh Đẳng, Chánh Giác. Cho nên là chúng ta hiểu rằng Đức Phật là một cái vị mà hoàn toàn giải thoát. Cho nên là nếu mà, bởi vì chúng ta thấy như thế này nè, chúng ta còn ham muốn cái này, còn không hài lòng với cái nọ, tất cả những cái điều đó nó là một cái yếu tố mà làm cho chúng ta phải lo âu, phải sợ hãi. Ngay cả cái việc mà chúng ta thấy rằng cái người mà tu tập về tâm từ, tâm bi đó, cái quả mà mang lại cái sự an lạc cho cái người tu tập tâm từ, tâm bi đó, là khi thức cũng được an lạc và khi ngủ cũng được an lạc. Điều này chúng ta thấy rằng nếu mà mình còn thức á, cái người mà tu tập tâm từ, tâm bi đó, khi mà mình còn thức đó, thì do rằng mình không có sân hận, không có bội, không có nóng giận, không có hài lòng với bất cứ một cái gì, điều gì đó, thì nếu chúng ta không có hài lòng một cái thứ gì đó ở trên đời thì sanh tâm chúng ta phải buồn, phải tủi, phải lo, phải âu, phải sợ hãi, phải này phải kia, sợ rồi thù oán, sợ rồi trả thù, sợ quan trái, sợ cái này sợ cái nọ. Nhưng mà một người đã có tu tập tâm từ tâm bi thì cái người đó họ thức, họ cũng được an lạc, và khi mà họ có ngủ đó thì họ cũng được an lạc. Mấy người mà ở trong một cái trạng thái lo âu, một cái trạng thái lo sợ đó, là vì cái điều gì đó mà họ mong muốn, ao ước. Mà ví dụ như là chúng ta thấy rằng mình mong muốn nhưng mà nó không thật sự chính đáng, nó tội lỗi, hay là mình ham muốn cái này hoặc ham muốn cái nọ nhưng mà nó không chính đáng, nó thuộc về tội lỗi, thì cái điều đó nó tạo nên cái tâm lý người đó phải lo, phải sợ, phải lo sợ. Lo sợ là không biết là có được hay không, không biết là có thành bại thành hay không, hay bị thất bại. Cho nên trong cái suy nghĩ của cái người mà có nhiều cái lo toan, có nhiều cái lo âu phát nguồn từ ở cái tham ái, mà ở trong nội dung của bài kinh này đó, chúng ta thấy rằng là Đức Phật Ngài dạy rằng không ngủ mê mệt, không tìm thi hứng, cứu cánh đã đạt được, ta không còn sầu não, nằm một mình an vắng, tâm bi vẫn thương đời, tâm bi vẫn thương đời. Cho nên á, do rằng á, là một người mà bị buồn bực, bị không hài lòng, bắt nguồn từ ở cái tâm tham ái mà ra. Cho nên nếu mà ái ở đâu có mặt á, thì ở đó có sầu đau. Ở đâu ái có mặt á, thì ở đó xin lo sợ, tham ái sầu, ai trừ tham ái, không sầu, không sợ hãi. Đối với Đức Phật cũng như là bậc thánh hoàn toàn giải thoát đó, thì các ngài không có dứt trừ những cái tham ái, cho nên các ngài không lo khầu sầu, cũng không lo sợ. Như một người mà mình nói rằng ngay cả một người mà tu tập tâm từ tâm bi tốt đó, được lớn mạnh đó, được vững mạnh đó, thì cái người đó họ khi thức họ cũng được an vui, khi ngủ họ cũng được an vui, chứ đừng nói đến các cái bậc mà hoàn toàn giải thoát. Bởi vì ở đây đó, nếu chúng ta thấy rằng là đối với Đức Phật đó, cái nhìn của kinh điển Pali đó, về Đức Phật cũng như là các vị thánh hoàn toàn giải thoát đó, bậc A-la-hán đó,
thì chúng ta thấy rất là rõ. Cũng như trong cái diệu pháp đó, là những cái điều mà các cái bậc thánh A-la-hán sử dụng cái tâm đó, thì chúng ta thấy hoàn toàn sử dụng bằng cái tâm duy tác đó, làm những việc này, việc nọ, từ cái việc cúng dường, từ cái việc mà trì giới, hay là từ cái việc phục vụ, vân vân. Các ngài chỉ làm những cái việc đó với cái tâm mà duy tác mà thôi. Bởi cái tâm duy tác ở đây đó là cái tâm mà làm nó không có cái mang lại cái quả, mang lại cái quả. Bởi làm chỉ có làm, chứ nó không có cái kết quả. Còn trong khi nếu như một người thực hiện bằng với cái tâm đại thiện, hay cái tâm thiện gì đó, thì thường thường là có đến cái quả, nó mang đến cái quả, quả lành, quả an lạc. Còn một người mà tạo tác bằng với cái tâm bất thiện thì cũng mang đến cái quả khổ, khổ sầu, khổ đau ở trong tương lai. Trong khi đối với các bậc thánh, đặc biệt là bậc A-la-hán hoàn toàn giải thoát đó, thì các ngài không có làm bằng với cái tâm thiện đó, mà các ngài làm bằng có cái kết quả. Trong khi làm bằng với cái tâm bất thiện thì có cái kết quả của sự khổ đau, làm với cái tâm thiện thì có cái kết quả của sự an lạc. Trong khi các bậc thánh hoàn toàn giải thoát là bậc A-la-hán thì các ngài cũng không có cái làm mà để cho có kết quả cái gì hết. Ở đây đó là nói rằng những cái tâm duy tác đối với một cái bậc mà hoàn toàn như Đức Phật. Chúng ta thấy rằng có một lần nọ một vị Bà La Môn hỏi Phật rằng ngài có được hạnh phúc gì hay là ngài có cái sự đau khổ gì, thì ở đây đó Phật trả lời rằng ngài được cái gì mà để rồi ngài được an vui và hạnh phúc, mà ngài mất cái gì mà ngài phải đau khổ. Ở đây đó chúng ta thấy rằng á, khi mà con người của chúng ta ở một cái thế giới phàm phu á, ở một cái chúng sanh phàm phu á, thì thường thường là mình bị chi phối bởi phiền não. Bởi chi phối trong cái phiền não đó, bởi cái tham ái, rồi do cái sự không hiểu biết của chính mình, cho nên là mình đã hành động, đã hỏng. Cho nên là từ cái phiền não vô minh, tham ái và chấp thủ đó, trong mọi cái hành động của mình, lời nói, suy nghĩ và việc làm của mình, nó thường thường mang đến cái quả. Cái quả đó, đó nó có thể rằng đó là an lạc, đó là hạnh phúc, đó là an lạc, đó là hạnh phúc. Nhưng mà đối với cái bậc A-la-hán hoàn toàn giải thoát đó, thì các ngài làm chỉ có làm, chứ không có cái kết quả của cái việc làm đó, bởi vì các ngài đã dứt trừ những cái phiền não. Ngay cả thí dụ như là nếu chúng ta cười đó, nếu chúng ta cười, chúng ta vui đó, khi chúng ta làm, có những người ta cười bằng cái tâm tham, bởi vì họ thỏa mãn với những cái gì mà họ mong muốn, bắt nguồn từ ở cái tâm tham của họ. Họ mong muốn mà cái điều mà ước muốn, mong muốn của họ được như vậy ấy, thì họ cảm thấy vui cười, họ thấy hoan hỷ ở trong cái việc làm của họ, bắt nguồn từ ở cái tâm tham, cho nên là họ cười. Còn đối với một cái người mà làm được việc thiện đó, làm được việc thiện, mình quan nghĩ với cái việc thiện của mình, thì cái tâm thiện nó cũng có cái tâm thiện thọ hỷ, để rồi mình sẽ quan hỷ trong cái làm của mình, rồi mình cũng vui cười, cũng quan hỷ trong cái việc thiện đó. Nhưng mà đối với các bậc A-la-hán đó, như chúng ta nghe kể đó, ở trong kinh có nhắc đó, cái câu chuyện Đức Phật, khi mà Đức Phật cùng với ngài A Nan đi như vậy trên cái đoạn đường, thì thấy một cái con heo đó, thì Đức Phật ngài mỉm cười. Ngài mỉm cười thì ngài A Nan hỏi Phật là: bạch Đức Thế Tôn, nguyên do gì mà Đức Thế Tôn ngài cười? Thì ngài cười ở đây đó là cười với điều có cái nguyên nhân, không phải như những người phàm phu là cười cười thỏa mãn, cười ngạo nghễ, cười khinh bỉ, cười này cười kia, với cái thái độ cười khác nhau. Còn đối với Đức Phật, khi mà ngài cười đều là có cái nguyên nhân, và trong với diệu pháp cũng nói đó là bằng những với cái tâm gọi là vi tiếu, tức là cái tâm để làm việc cười của một bậc hoàn toàn giải thoát. Ở đây đó chúng ta thấy rằng là khi mà nói đến Đức Phật thì Đức Phật đã trả lời rằng
ta không ngủ mê mệt, cũng không tìm thi hứng, cứu cánh đã đạt được, ta không sầu não, ta không còn sầu não, nằm một mình an vắng, tâm bi mẫn thương đời. Chúng ta thấy không? Cho nên rằng là chúng ta thấy rằng trong năm cái phận sự, năm cái việc làm của Đức Phật, hay là trong năm cái gọi là Buddha Kicca, tức là năm cái phận sự của Đức Phật đó, là mỗi buổi sáng thì ngài cái việc làm thứ nhất đó là mỗi buổi sáng sớm thì ngài dùng Phật nhãn để xét, thì ngài lại có mặt sẽ xuất hiện ở nơi đó, ngài đến nơi đó để ngài tiếp độ cái chúng sinh đó, cái người đó, cái người đó. Và mình khất thực để rồi được mọi người đó, được mọi người gieo duyên cúng dường cho ngài để gieo cái phước lành, thì đó cũng chính là một cái nhân tiếp từ cái tâm bi tiếp độ đời, để mong chúng sanh được cái sự lợi lạc khi mà được cúng dường, được đảnh lễ, được phục vụ Đức Phật, được phục vụ Đức Phật. Cho nên từ ở đó chúng sanh có nhiều cái lợi lạc. Cái điều thứ hai nữa, thứ ba nữa đó là mỗi buổi chiều lại đó, thì Đức Phật ngài thường thuyết pháp cho những người cư sĩ ở những vùng lân cận. Khi mà ngài ở đâu đó, mỗi buổi chiều thì những hàng cư sĩ đến để nghe Đức Phật thuyết pháp. Rồi buổi tối lại đó, cái phận sự thứ tư đó là buổi tối đó thì ngài giáo giới cho chư tùy kheo những điều ngài cần dạy, nhắc nhở, điều nên làm, điều nên tránh như thế nào để cho chư tỳ kheo tinh tấn trong cái đời sống tu hành phạm hạnh của mình. Và cuối cùng thì khuya lại thì ngài thuyết pháp cho chư thiên. Thì điều đó đó, năm cái sau khi mà ngài đã làm xong năm cái điều đó, đó thì ngài an tịnh, ngài nằm nghiêng ở trong cái nội của cái kinh này đó, bài kinh này ấy, chúng ta gặp rằng là khi mà ngài nằm nghiêng thì giống cái hình ảnh con sư tử. Và sự thật ra thì nếu như một người phàm phu bình thường á, thì chúng ta ngủ bằng một cách mê say, bởi vì chúng ta có những cái sự hôn trầm, rồi chúng ta có cái sự mỏi mệt, rồi chúng ta có những cái tâm bất thiện. Và khi ngủ á, thì chúng ta có những cái sự chiêm bao đó, nó cũng có nhiều cái nguyên nhân, do rằng là có một cái nhân duyên mà chúng ta có một cái điều gì đó, để rồi một chúng sanh vô hình nào đó báo mộng cho chúng ta, thì chúng ta cũng gặp những cái điều trường hợp đó. Cái thứ hai nữa đó là do năng lực tự nhiên của một cái phước báo, thì người đó họ cũng thấy được cái điềm mộng gì đó. Còn cái thứ ba nữa là quan trọng nhất đó là do cái người với cái tâm phóng dật. Cái tâm phóng dật này đó, nó giống như là một cái cuồng phim mà chúng ta được quay lại, ghi hình lại. Rồi bây giờ ban đêm chúng ta ngủ, nó xả ra, nó xả cái hình ảnh đó ra. Là thế là chúng ta trạng lại những cái trạng thái đó. Cái tâm phóng dật đó là với một người phàm phu thì ai cũng có. Và cái đó là cái nguyên nhân để khiến cho một người phàm phu ngủ trong cái sự mê mờ, ngủ trong cái sự mộng mị, rồi gặp những cái ác mộng thì sợ hãi, gặp những cái điềm lành thì vui thích. Giống như là mình nói rằng mình lượm được vàng, được bạc, được tiền gì đó mình vui, nó cũng phát xuất từ ở cái tâm tham, rồi sợ người ta giết, người ta đập, người ta đánh, người ta rượt, người ta bắt, người ta giam mình, thì cũng bắt nguồn từ cái tâm sải mà ra. Cho nên ở trong cái tâm phóng dật, nó khiến cho chúng ta phải lo sợ khi chúng ta thức, và chúng ta phải lo sợ khi chúng ta ngủ. Cho nên là trong một cái trạng thái rất là bất an, trong khi đối với Đức Phật á, thì ngài nói rằng ngài không phải ngủ mệt. Ở đây đó, nếu như một người bình thường thì chúng ta ngủ,
là cái bình thường của một cơ thể sinh học. Sau bao nhiêu cái thời gian, bao nhiêu tiếng đồng hồ chúng ta hoạt động trong các cái bộ phận trong cơ thể của chúng ta một cách hoạt động như vậy, thì có những lúc chúng ta cần phải nghỉ ngơi, đó là giấc ngủ của chúng ta. Còn đối với Đức Phật á, thì các ngài ngài cũng chỉ là nằm nghiêng bên phải, giống cái thế hình của một một con sư tử nằm nghiêng, và đó là chỉ sự chỉ tịnh của một bậc hoàn toàn giải thoát, chứ không phải ngủ mê mệt như những người phàm phu bình thường. Và Đức Phật đã trả lời rằng nếu như một người mà giống như là một người mà ta không mong muốn gì để rồi chúng ta phải ngài phải buồn phiền, ham muốn gì để rồi ngài phải bị buồn phiền. Còn đối với người phàm phu á, thì bị ham muốn, bị cái lòng tham ái đó khiến cho chúng ta phải truy tìm cái này, tìm kiếm cái nọ, và cái sự tìm kiếm đó làm cho chúng ta phải lo sợ, làm cho chúng ta lo sợ. Rồi một khi tâm lý của chúng ta nó điều gì nó không có hài lòng, không có vừa lòng, thì cái tâm lý của chúng ta nó bị một cái phiền muộn, bị cái đau khổ, bị cái này cái nọ, thì tâm của chúng ta trong một cái trạng thái rất là lo sợ, rất là phiền muộn. Cho nên đối với các ngài đó, thì các ngài chỉ có một cảm thọ thôi. Ở trong kinh điển Pali chúng ta nói rõ rằng là có hai cái trạng thái của Niết Bàn: hữu dư y Niết Bàn và vô dư y Niết Bàn. Một bậc A-la-hán sau khi đã dứt trừ tất cả phiền não, quý vị đọc lại ở trong 10 cái phiền não mà bậc A-la-hán đoạn tận, cả năm hạ phần kiết sử và năm thượng phần kiết sử, từ ở cái diệt đó là thân kiến hoài nghi giới cấm thủ dục ái và sân, rồi đó là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật. Cho nên là các ngài đã dứt trừ hoàn toàn những cái điều đó, dứt trừ cái phóng dật thì làm gì có cái sự mà mê mộng ở trong đó. Dứt trừ tham sân si, dứt trừ tham ái, bởi vì tham ái là giống như một mũi tên xuyên thủng, và nó khiến cho chúng ta phải hướng đến tầm cầu trong cái sự tái sanh. Rồi cũng chính tham ái khiến cho chúng ta phải khổ lụy ở trong đời sống, từ ở cái việc ngã chấp đối với thân này, ngã và ngã sở đối với ta và của ta. Cái gì chúng ta nghĩ là của ta, cái gì chúng ta nghĩ là ta, cả trong cái thân này, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Chúng ta nhìn lại ở trong sự tổng hợp đó, sự kết hợp của sự kết hợp của năm quẩn đó, nó không có cái chi được gọi là cái của tôi, cái tôi trong đó. Huống chi là cái của tôi thì đâu có cái gì của tôi. Cho nên á, trong kinh Pháp Cú có dạy như thế này: chính thân còn chẳng ra gì, huống là sự nghiệp cái chi của mình. Tức là cái thân này đó, nó cũng không phải là của mình, và không phải là mình, không phải là ta, cũng không phải là của ta. Bởi vì mình hiểu rằng là chính cái thân này là sự kết hợp của năm quẩn: sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và tức quẩn. Chứ nó không có cái gì, cái cốt lõi, hay cái gì nó trường tồn bất biến, hay cái gì nó độc lập một mình, mà nó được có mặt, được tồn tại trong cái ngũ quẩn này. Cả trong cái 12 xứ này, cả trong cái 18 giới này, là chỉ cho cái ngũ quẩn. 12 xứ tức là 6 nội xứ, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm của chúng ta, đó là 6 nội xứ. 6 ngoại xứ đó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp đó. Thì 6 cái đó nó hợp lại, chúng ta hình thành được sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng, sự suy nghĩ gì đó. Thì những cái điều đó nó bắt nguồn từ cái sự kết hợp của năm quận, sự kết hợp của 6 nội xứ và 6 ngoại xứ mà ra. Cho nên nó không có cái gì là thực thụ là của mình, hay là mình ở trong đó, tôi và của tôi trong đó. Vì mình có ngã chấp rằng tôi và của tôi đó,
Cho nên là những cái đó chúng ta sinh ra những cái phản ứng, sinh ra những cái phản ứng. Phản ứng đó nó bắt nguồn từ ở cái phiền não, tức là tham ái. Tham ái. Do cái tham ái cộng thêm cái vô minh nè, cho nên là chúng ta không nhận chân được thật của nó về sáu nội xứ và sáu ngoại xứ hay ngũ uẩn. Cho nên là chúng ta có cái tham chấp. Và khi mà đụng tới cái tôi và tự ngã của tôi đó, cái tôi và của tôi đó, cái tự ngã của tôi đó, thì bao nhiêu cái phản ứng mà chúng ta thấy rằng tham, sân, si, buồn, quyền, muộn, não hại của trong cuộc đời này, chúng ta gặp rất là nhiều ở trong cuộc đời này. Như vậy thì ở đây khi mà ở trong kinh Pali nói rằng là cái trạng thái gọi là hữu duy niết bàn, tức là một vị A-la-hán sau khi trừ phiền não, dứt trừ phiền não, thì cái dư sót của cái phiền não còn, cái dư thân ngũ uẩn này còn sót cái này đó, thành bởi những cái gì, hình thành bởi cái gì, bởi cái ngũ uẩn này mà ra. Chúng ta thấy không, cả thân và tâm của chúng ta có mặt này, thì chúng ta thân xác này được nuôi nấng bằng những vật thực, bằng những thực phẩm, bằng những cái dưỡng tố để nuôi cơ thể này. Rồi chúng ta bị được hình thành, thân xác này được hình thành bởi các cái chất dưỡng tố đó, bởi bằng vật chất đó. Cho nên là chúng ta có cái thân này thì có những cái hệ thần kinh, có hệ thần kinh, cả thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh tiệt, thần kinh thân, vân vân. Những cái thần kinh đó là nó tiếp xúc với các cái trần cảnh, tiếp xúc với các trần cảnh. Cho nên là chúng ta có những cái xúc giác chứ, thị giác, khứ giác, hay thính giác, hay là vị giác, rồi xúc giác. Những cái điều đó nó có. Đối với các bậc A-la-hán thì các ngài vẫn có sự cảm thọ. Cho nên rằng lạnh thì các ngài cũng biết lạnh, nóng thì các ngài cũng biết nóng. Ngay cái cơ thể này mà nó thiếu vật thực, đối khác cũng có những cái sự cảm thọ đó. Nhưng mà đối với cái tâm lý đó, thì chúng ta thường thường đó, mình gặp một người đó, chúng tôi gặp là nhiều khi có những người đối đó, họ rất là khó chịu, họ cao có, họ rất là khó chịu, họ bực dọc, rồi họ khó chịu với những người chung quanh. Hay hoặc là có những người rõ mình khi bị cạo đau đớn của cơn bệnh, bị cái vết thương gì đó, ai đụng chút là đau khó chịu, mình sinh ra cái tâm bực dọc với người đó. Đó là những người phàm phu được. Chúng ta thấy cho nên là khi mà một cái thân không thể khỏe mạnh thì cái tâm của cái người đó không thể có một cái sự bình tĩnh, hay là cái trí không thể có đủ những cái sự nghị lực để có những cái sự sáng suốt. Đó là một người bình thường. Trong khi đối với các bậc thánh thì các ngài có những cái sự cảm thọ về xác thân này, nhưng mà rồi đó là về tâm á, thì các ngài do dứt trừ phiền não, cho nên các ngài không phải vì vậy mà buồn, cũng không phải vì khổ sầu, không phải khổ sầu. Khi mà Ma Vương đến trêu chọc Đức Phật đó, thì Đức Phật ngài mới nói rằng ngài chỉ là an tịnh, không có gì khổ sầu, bởi vì tâm của ngài đã dứt trừ những cái phiền não. Cho nên ở đây đó, chúng ta đối với cái trạng thái mà hữu dư y niết bàn á, tức là một bậc mà bậc A-la-hán sau khi các ngài đã chấm dứt những cái căn nhân để đưa đến sanh tử luân hồi, các ngài không còn nữa, mà còn dư sót ở đây là dư sót của quả luân hồi. Cho nên là chúng ta hiểu ở trong giáo lý duyên khởi đó, thì từ ở cái ba luân, phiền não luân tức là chỉ cho vô minh, tham ái và chấp thủ, còn nghiệp luân chỉ cho hành và hữu, và quả luân tức là từ cái thọ, xúc thọ, rồi sanh lão bệnh tử sầu bi khổ u não, đó là cái quả luân. Như vậy thì chúng ta có cái thân xác này là cái quả của luân hồi, cái quả của luân hồi. Bậc A-la-hán sau khi đã dứt trừ phiền não, cho nên chúng ta nghe rằng là ở trong kinh mô tả rằng một bậc A-la-hán là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng sanh tử xuống,
không còn trở lại trạng thái này nữa. Tức là cái nguồn, cái nguyên nhân để sanh ra, tạo ra cũng không còn, bởi vì tham ái đã chấm dứt rồi. Cho nên đời sau không còn, không còn tái hiện nữa. Nhưng mà bây giờ có cái thân này là dư sót của quả, do quả luân hồi còn lại. Cho nên vẫn có những sự cảm thọ, vẫn có sự cảm thọ về đau đớn, nhưng mà tâm của các ngài đó không có một chút phiền muộn. Trong khi một người phàm phu, một người bình thường ấy, thì khi chúng ta bị một cái gì da đập chút ấy, chúng ta bị một da đập chút đau ấy, là chúng ta đã khó chịu rồi. Hoặc là cơn bệnh gì ngay, chúng ta nói là bệnh đơn giản nhất đó là sổ mũi, nhức đầu, đau bụng thôi đó, là chúng ta cũng đã thấy khó chịu rồi. Cho nên cái thân nó đã đau đớn như vậy thì cái tâm á, nếu không có một cái sự tu tập á, nếu không có một cái sự tu tập thì dễ dàng bị cái sự khổ đau, phiền muộn, cảm thọ về đau đớn. Đó là đối với một người phàm phu. Còn đối với bậc thánh thì các ngài bậc thánh A-la-hán thì các ngài đã dứt trừ những phiền não hoàn toàn, cho nên các ngài không có khổ lụy vì những điều đó. Cái trạng thái thứ hai của Niết Bàn nữa đó là vô dư Niết Bàn, có nghĩa là một bậc A-la-hán sau khi từ bỏ cái thân ngũ uẩn này, các ngài không còn trở lại cái trạng thái đau khổ của luân hồi, không còn cái sự hiện hữu của ngũ uẩn. Hình ảnh giống như là một ví dụ là giống như là một cái đèn mà bị tắt lửa đi, thì chúng ta không nói rằng cái đèn đó, cái lửa đó nó bay về đâu, nó đi đâu, chúng ta hoàn toàn cũng không thấy. Đó là chỉ cho một cái trạng thái vô dư Niết Bàn của một bậc A-la-hán. Qua cái bài kinh này đó thì chúng ta thấy rằng là đối với Đức Phật đó thì ngài luôn luôn có cái tâm từ, tâm bi đối với chúng sanh. Vì có cái tâm từ, tâm bi đó cho nên thường là chúng ta hiểu rằng khi chúng ta đảnh lễ Đức Phật, bởi vì chúng ta kính Đức Phật, bởi vì ngài có ba đức: bi đức, trí đức và tịnh đức. Cái tịnh đức tức là tham sân si phiền não cũng không còn, tâm ngài luôn luôn an tịnh. Trí đức tức là cái sự hiểu biết của ngài một cách rõ ràng về cái thế giới này, về các cái pháp trong cuộc đời này, về cái pháp thăng tiến hay là cái pháp thối đọa, về tất cả những cái pháp này, đó là trí đức. Và bi đức tức là lòng từ bi rộng lớn, vì gì lòng từ bi rộng lớn đó xuyên suốt trong trong thời quá khứ, trong nhiều kiếp của ngài đã phát nguyện để thành Phật, để tiếp độ chúng sanh, và cái kiếp cuối cùng đó thì ngài cũng không mòn mỏi trong cái việc mà mong cho chúng sanh dứt sự khổ đau, mong cho chúng sanh thoát khỏi cái sự luân hồi, cái luân hồi này. Cho nên á, ngay khi Đức Phật ngài thành đạo rồi đó, ngài giác ngộ dưới cội cây Bồ đề rồi đó, lúc bấy giờ đó là có 61 vị A La Hán, tức là 55 anh em của ngài Giá Xá, 55 anh người bạn của ngài Giá Xá đã chứng quả vị A La Hán, cộng thêm 5 anh em Kiều Trần Như và Đức Phật nữa, là 61 vị A La Hán tất cả, vị A La Hán tất cả. Và ngài mới nói rằng này chư tỳ kheo, các vị, các thầy hãy vì lợi ích cho phần đông, vì lợi ích cho chư thiên và loài người, các thầy hãy mỗi người đi mỗi ngã. Đó là cái thông điệp mà Đức Phật muốn gửi gắm đến, mong cho chúng sanh được lợi lạc, được mong cho chư vị A La Hán, chư vị tỳ kheo mỗi người đi mỗi nơi để mang lại cái giáo pháp này, cái nguồn pháp này mang đến cái sự an lạc chúng sanh, cho chư thiên và loài người. Đó cũng là cái tâm bi của Đức Phật đối với chúng sanh. Và ở trong kinh có nói rằng là Đức Phật có lòng từ ngay cả đối với đề bà Đạt Đa, ngay cả Đức Phật ngài cũng có lòng từ đối với Rahula, vân vân. Bởi vì sao? Bà Đạt Đa đã hại Đức Phật như vậy, cuối đời đề bà Đạt Đa bị đất rút đó, thì đề bà Đạt Đa mới đưa cánh tay lên cũng nguyện rằng là cái phần còn lại của mình, cánh tay và cái đầu của mình, phần còn lại của mình là cúng dường cho Đức Phật. Thì Đức Phật
cái điều đó đó cho chúng ta thấy rằng là Đức Phật có cái lòng từ, lòng bi trong mỗi lúc, mỗi nơi. Và cái đó là một cái tâm đại bi của Đức Phật, tâm đại từ của Đức Phật đối với tất cả chúng sanh. Cho nên là khi mà một Ma Vương trêu chọc Đức Phật vậy, nhưng mà rồi Đức Phật cũng nói một điều là khi tâm của Ngài đã đạt được sự an tịnh, cho nên các Ngài không có cái gì gọi là sầu muộn, dù là có những cái sự cảm thọ của xác thân. Chúng ta biết rằng bị một vết thương nho nhỏ thôi, chúng ta cũng có những cái xúc giác đau đớn, cảm thọ đau đớn. Nhưng mà đối với bậc A-la-hán hoàn toàn giải thoát như Đức Phật, thì chúng ta cũng thấy rằng Đức Phật Ngài, các Ngài không có những sự cảm thọ tâm lý. Các Ngài có bị một mũi tên một thôi, đó là thân này nó có những cái sự cảm thọ. Bởi vì chúng ta hiểu rất thực, đó là có cái hệ thần kinh, chúng ta có xúc giác, có vị giác, rồi có khứu giác, có thính giác, có thị giác, có đủ hết. Cho nên những cái điều đó hết sức là bình thường ở trong đời sống khi có cái thân này. Nhưng mà các Ngài không có bị cái mũi tên thứ hai, đó là tâm bệnh, vì các Ngài đã dứt trừ hết phiền não rồi. Cái tâm bệnh không có, cho nên không phải vì sự cảm thọ đau đớn đó mà các Ngài lại có những cái sự khó chịu hay là những sự bực bội, những sự tức tối. Điều đó không có, điều đó không có đối với một bậc A-la-hán, bởi vì các Ngài đã dứt trừ phiền não. Thì chúng tôi xin chia sẻ bấy nhiêu lời ở trong cái bài học hôm nay, để thời gian còn lại thì chư Tôn Đức, vị giảng sư sẽ thảo luận bàn sâu rộng thêm để chúng ta được lợi ích thêm ở liên quan đến cái bài học hôm nay. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tu được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thú trình thì tổ pháp tình với pháp thoại vừa rồi. Tiếp theo là phần thảo luận. Xin được hỏi, có biết Hòa Thượng Tuệ Sư có mặt ở trước máy không? Nếu được thì kính thỉnh Hòa Thượng Tuệ Sư hoan hỷ dạ trả lời cho cô thưa. Hòa Thượng, khi mà chúng ta đọc vào ở trong bài kinh này và một số các đoạn kinh khác, thật ra thì câu chuyện này sau đó chư tỳ kheo có bày tỏ cái sự quan tâm đến sự an nguy của Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn dạy chư tỳ kheo hãy trở về tỉnh thức, bởi vì không ai, không một ai trong đời này có thể đoạn mạng vì chánh đẳng chánh giác. Xin Hòa Thượng quan hỷ giảng rõ là cái việc mà làm thân vật chảy máu, một điều mà ngay cả giáo lý Phật giáo Đại Thừa cũng có đề cập đến là làm cho Như Lai chảy máu, nhưng mà nó khác với cái chuyện mà có thể sát hại vị Phật như thế nào. Một vị Phật có thể nào bị người khác sát hại, một vị Phật toàn giác có thể nào bị biên tịch, bị bất đắc thì tử không? Xin kính thỉnh Hòa Thượng quan hỷ nói rõ về chuyện này. Cái việc mà gây thương gọi là làm chảy máu thân của Đức Phật, thì cái chuyện đó có xảy ra. Nhưng mà không thể nào làm cho chấm dứt cái mạng sống của Đức Phật được. Các đấng Như Lai không thể nào viên tịch do người khác đem lại cái chết cho Ngài. Bởi vì chư Phật
có một quy lực và trở thành cái thông lệ của chư Phật là Ngài tự quyết định cái thì giờ phiên tịch. Ngài tự quyết định cái thì giờ phiên tịch. Do đó không ai có thể đoạt mạng sống Ngài, chết bất đắc kỳ tử được. Còn cái chuyện mà thân Phật chảy máu đó, thì khi Ngài có cái thân này, cái thân tứ đại này, thì cái chuyện làm cho thân người chảy máu thì cái trường hợp đó có. Và trường hợp này cũng do cái hậu báo nghiệp ở trong quá khứ của Ngài khi còn là vị Bồ Tát kiếp xa xưa, Ngài đã tạo một việc người do cái nghiệp đó đó, cho nên bây giờ người bị nên mà đất đa gân đá và một mảnh đá nó phần trúng cái chân của Ngài khiến cho chảy máu. Như vậy chúng ta thấy rõ hai điều là tại sao có thể làm cho thân Như Lai chảy máu nhưng mà không có thể giết chết một vị chánh đẳng giác. Thì chúng tôi đã trình bày với quý vị đó. Không thể làm cho Như Lai không thể giết chết một vị chánh đẳng giác bởi vì quy lực của vị chánh đẳng giác rất lớn và Ngài chỉ viên tịch đúng cái thời hạn, đúng cái thời điểm mà Ngài thấy là hợp lý và Ngài chủ động để sắp xếp cái thời gian. Còn về cái việc mà làm cho thân Ngài chảy máu đó, thì dù sao đi nữa thì hữu dư niết bàn thì vẫn phải đánh quả dị thục ở trong quá khứ xa xưa, cái gọi là cũng bằng quá chất quyền để đi cho cầm á là hậu báo nghiệp. Ở trong chú giải nói rằng Đức Thế Tôn Ngài cũng đã nói cho các vị tỳ kheo biết là vì trong thời quá khứ xa xưa đó, khi đó Ngài gọi là vị Bồ Tát, nhưng mà nói là Bồ Tát nhưng mà trong cái thời điểm đó là cái thời điểm chưa có thuần thục ở trong, thì lúc đó là một chàng thanh niên. Khi mà tranh giành tài sản với người em, thanh niên đó đã dùng cây lao và đâm trúng cái chân của người em làm cho chảy máu, không có giết chết nhưng mà làm cho thân chảy máu, mang cái nghiệp đó đó mà bây giờ Ngài phải bị lãnh cái hậu quả như vậy. Cả những cái sự kiện, ngay cả khi mà lúc gần viên tịch, lúc mà Đức Thế Tôn nó già yếu và Ngài
nên trên đường đi về Kushinara đó, thì trên đường đi đó, qua các cái xứ sở thì có lúc một ngày khát nước, ngài bảo Tôn giả Nan Đa đi tìm nước cho ngài. Nhưng mà khi Tôn giả Nan Đa đi đến một cái dòng nước suối, thì cái dòng nước nó bị 500 cỗ xe bò mới vừa đi ngang cho nên nó đục ngầu. Tôn giả Ananda mới trở lại bạch với Đức Phật là nước đục quá, do 500 cỗ xe bò mới vừa đi ngang cho nên không có lấy nước được. Lần thứ hai Đức Phật là bảo đi đến lấy, thì lúc đó nước nó mới trong để lấy nước cho ngài uống giải khát. Thì cái chuyện mà bị nước đục á, cũng do trong đời quá khứ xa xưa, thật xưa, lúc mà chưa có hình thành, ngài chưa có hình thành cái chí nguyện Bồ Tát hành pháp độ, thì lúc đó tiền thân ngài là một người một đồng. Khi mà dắt bò ra đường, nó cột nó ở một chỗ để mà anh ta có thể nghỉ ngơi được, thì lúc bây giờ vì không có được đi thoải mái cho nên con bò nó khát, nó đành phải uống tạm ở dưới một cái vũng nước đục ngầu. Vì thiếu cái lòng thương xót chúng sanh như vậy cho nên sau này ngài bị cái tình trạng này, vân vân. Nói chung tức là chúng sinh có thể gây cho ngài những cái cảm thọ khổ về thân, hay là tự ngài vẫn có thể bị chịu cái quả nghiệp, cái hậu báo nghiệp ở trong quá khứ mà ngài phải bị cảm thọ khổ về thân. Nếu là có, nhưng mà trường hợp mạng sống của một vị chánh đẳng giác thì không thể được như chúng tôi trình bày. Chúng tôi xin được trả lời câu thảo luận số 1 của bà Thượng Giáo Đẳng mới vừa nêu. Bây giờ xin thỉnh bà Thượng trở lại. Sa thú kính trân cao hòa thượng tự sư. Bất hòa thượng, hòa thượng Quang Hỷ trả lời thêm một câu nữa về điểm này. Chắc thì hòa thượng Quang Hỷ cho mọi người một cái ví dụ để mà cảm nhận, và nhờ đại đức tự trì Quang Hỷ post câu thôi số chín. Bất hòa đây Đức Phật ngài dạy rằng lúc ngài nằm dưỡng thương đó, thì ngài nằm với tâm bi bẩn với tất cả chúng sanh. Ở đây có chữ sắp bát, tất cả chúng sanh. Phải chăng là tất cả chúng sanh ở đây đó là bao gồm cả Devadatta và bao gồm cả ma đó, cả ác ma. Và Hòa Thượng có bao giờ thấy trong đời sống này có trường hợp nào mà một người bị kẻ thù làm hại, bị thương tích bản thân hay làm hại, nhưng mà vẫn giữ cái tâm bi mẫn đối với người đó? Ví dụ bà mẹ đối với con chẳng hạn, thì có trường hợp nào Hòa Thượng có thể nghiệm ra điều đó để chúng ta thấy rằng tâm của Đức Phật không dễ để cho chúng ta có thể hiểu được, khi mà ngài vẫn có một cái tài lòng đại bi thương xót muôn loài chúng sinh? Xin kính thỉnh Hòa Thượng. Anh đã một cái thầy chứ. Chư Tăng kính thưa quý vị, quả thật chúng ta không thể
không lường được. Kết luận đại bi Mahakarudiko của vị chánh là giác đối với chúng sinh. Đối với chúng ta phàm phu, nếu chúng ta có tu tập tâm bi chăng nữa thì chúng ta chỉ có tu tập tâm bi đối với chúng sinh đang đau khổ. Nhưng khi thấy chúng sinh đó là kẻ thù của mình, họ đang đau khổ, nhiều khi chúng ta khởi tâm bi còn chưa được nữa. Vì chúng ta phàm phu, chúng ta nghĩ rằng mong cho kẻ thù ta nó phải bị khổ đau. Nhưng mà đối với Đức Phật thì khác. Hay là một vị A-la-hán tu tập, một vị A-la-hán mà có tâm bi với chúng sinh đó, thì cũng có thể có cái trường hợp này, là đối với chúng sinh đang đau khổ, Ngài có tâm bi mẫn, xót thương. Phải rồi, cái này chúng ta dễ hiểu. Nhưng mà khi đối với một cái chúng sinh, họ đang đứng mình ở trong dục lạc, Ngài cũng có cái tâm bi chứ. Vì Ngài nghĩ rằng cái chúng sanh này họ không biết cái sự nguy hiểm đang chờ ở phía trước, do cái sự không tu đức phước báo mà chỉ là sống truy lạc thì họ sẽ phải bị luân hồi sanh tử ở trong tương lai. Nhưng vẫn thế mà đối với chúng sanh đang tạo cái ác nghiệp và gây cái hành động đó gây cái sự đau khổ cho Ngài, nhưng mà các Ngài vẫn có cái tâm bi giống như một người mẹ mà thấy đứa con nó hỗn hào hoặc là nó đánh đập, người mẹ cũng có cái tâm thương xót đứa con đó, thì Ngài sẽ nghĩ rằng chúng sanh này đang tạo cái ác nghiệp, nó sẽ phải bị sanh xuống khổ cảnh địa ngục. Trường hợp này chúng ta đọc ở trong kinh điển, chúng ta thấy như là một vị Phật độc giác, Ngài đi khất thực đốt thắp vì bực khi mà những người tùy tùng của hoàng tử đi ngang Đức Phật độc giác và họ đã kính cẩn như mình chắp tay đảnh lễ Ngài, thì hoàng tử nhưng mọi nhân nhắc cho nên đã xong đến giật lấy cái bình bát trên tay Ngài, ném xuống đất, bát bị bể ra, thực văng tung tóe. Ngày hôm đó Đức Phật độc giác phải nhìn đói, nhưng khi thấy hoàng tử Đốt Thất Kumara có cái hành vi như vậy thì Ngài
nhìn hoàng tử với một ánh mắt thương xót. Vì ngài biết rằng hoàng tử Đức Thất Cú Ba Rá do cái hành động này sẽ phải bị khổ, phải đốt cháy trong địa ngục. Quả thật vậy, khi mà hoàng tử Đức Thất Cú Ba Rá sau cái hành động đó tự nhiên cảm thấy khô khát, và hối hội người tùy tùng đi tìm nước giải khát cho hoàng tử. Nhưng mà vì do cái ao nào cũng cả nước, luôn cả nước ao hồ sông rạch thảy, khi đi đến định múc nước cho thái tử thì ở đó nó cạn đi. Thế là hoàng tử chịu đựng không nổi, không kịp về tới thành vua, thì hoàng tử đã múc nước và chết, sanh xuống địa ngục. Thì ở đây chúng ta biết rằng là chư Phật ngài có cái tâm đại bi với chúng sanh trong ba trường hợp: chúng sanh đang đau khổ, chúng sinh đang chìm đắm ở trong dục lạc mà quên thiện pháp, và chúng sinh đang tạo cái ác nghiệp, ngài đều có tâm bi cả. Và thế này thì chúng ta khỏi phải đưa cái thí dụ khác, mà chúng ta chỉ đưa cái thí dụ mà khi nãy mà Thượng Nhân Đẳng đưa lên đó, là hình ảnh của một người mẹ thấy đứa con đẻ của mình, bà rất là thương. Và khi nó tạo những cái hành động, những cái nghiệp xúc phạm đến người mẹ như thế nào, thì người mẹ cũng có cái lòng thương xót đối với đứa con. Bởi vì nấm ruột đẻ ra mà. Thì ở đây chúng ta cũng nên hiểu cái trường hợp mà Đức Thế Tôn ngài nằm dưỡng thương, nhưng mà tâm của ngài vẫn có lòng mẫn với chúng sinh, bao gồm cả đối với Devadatta và ác ma. Vì cái tâm bi này là vô lượng tâm Appamanya, không có phân biệt. Và chính vì đó mà Đề Bà Trang Đa trong những ngày giờ cuối cùng hối hận, bảo hai đệ tử còn lại, hai vị tỳ kheo đệ tử còn lại, khi dũng cho ông ta đi về, đưa ông ta về Chitavana để đảnh lễ Đức Phật và sám hối, thì cô Kalika và ông vị tỳ kheo tử nữa mới nói rằng: thưa thầy, trước đây thầy đã có cái hành động chống đối với Đức Phật và nhiều lần hành thích Đức Phật như vậy, thì liệu Đức Phật ngài có chấp nhận cái sự sám hối đó không? Bởi vì cái tội lỗi của thầy là tày trời. Nhưng mà Địa Quan Đế Tát đã nói: các ông đừng có nghĩ như vậy. Ta biết tâm của Đức Thế Tôn luôn luôn có tâm bi mẫn. Ngài có cái tâm bi mẫn với Rahula như thế nào thì ngài cũng có tâm bi mẫn đối ta như vậy, không khác. Nếu nổi Đề Bà Trang Đa mà còn hiểu được cái lòng đại bi của Đức Thế Tôn như thế nào. Cho nên ở đây đó, chúng ta
con phải hiểu rằng tại sao Đức Thế Tôn, nếu mà nói về 10 cái ân đức, nếu đó ân đức của Thân Cô Ná thì Ngài có 3, Ngài có 10 ân đức, nếu nói gọn lại thì có 3 là Visuddhi-ná, là thân khẩu ý của Ngài thanh tịnh, dầu trước đông đảo người hay là ở nơi thanh vắng một mình, thân khẩu ý Ngài vẫn thanh tịnh, không có khuất lấp. Thứ hai là bi đức Karuna của nó, là cái tâm đại bi của Đức Thế Tôn là vô lượng, là bao la. Với ba trường hợp chúng sanh đang khổ, chúng sanh đang hỷ hạ trong hạnh phúc quan lạc, Ngài cũng có tâm bi. Và chúng sanh đang tạo ác nghiệp, Ngài cũng có tâm bi. Rồi thứ ba nữa là trí đức Panya Kuna, là cái trí tuệ vô song, nhất thiết chủng trí của Ngài thì không thể có một sa môn và la môn nào hay một chư thiên ma vương phạm thiên nào mà có cái trí tuệ sánh bằng. Cho nên đó là một cái điều kiện giác. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Hội Thượng Giác Đẳng như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính trình Hội Thượng Thầy Sư. Xin cô Thầy Sư Huynh đề nghị phần còn lại sư đệ và chư tăng sẽ phụ trách. Bạch sư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, chúng tôi muốn nói một điều mà có lẽ Hòa Thượng Tề Siêu cũng như Chư Tăng nói nhiều lần, đó là không có dễ dàng chúng ta cảm nhận được cái tâm thái của một vị Phật. Ở trong đời sống này, thưa quý vị, những người mà tâm lượng hẹp đó, không thể hiểu được cái vị mà tâm lượng rộng. Quý vị quan hỷ chờ chúng tôi chút xíu nha. Hôm nay thì ở chùa có vài công việc cuối tuần nên chị hơi bận chút xíu. Xin được hỏi là không biết Thượng Tọa Tuệ Quyền có còn ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Tuệ Quyền nghe được. Dạ vâng. Dạ. Thượng Tọa Tuệ Quyền hả? Ở trong bài kinh này, Đức Phật Ngài có đề cập đến là Ngài không còn ái dục, Ngài không còn ái chấp. Ngài đã nhổ cái mũi tên ái rồi. Thật ra đối với Ngài không có cái chuyện mà đi tìm cái này hay tìm cái kia để mà thỏa mãn, như là làm thơ hay là giấc ngủ ngon đó. Và rồi Đức Thế Tôn này đó là Ngài đã đoạn trần ái chấp rồi, nên Ngài không có bất cứ một cái tâm dao động hay là phiền lỵ gì đối với thời gian, dù ngày hay đêm trôi qua. Thì thì Tòa Tư Quyền Quang Hỷ giải thích rằng tại sao cái ái chấp đó lại đóng một cái vai trò ảnh hưởng rộng lớn trong đời sống chúng ta như vậy, và phải chăng ái chấp càng nặng đó thì chúng ta càng vướng mắc nhiều, có đúng như vậy không, đối với sự tu tập, đối với cái tâm thái? Xin kính thỉnh thì Phật tử. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá, Giới Thư chúng được nghe rõ. Dạ, cảm ơn vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp, và chúng tăng kính lễ đến Hòa Thượng Nhật Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tụ Trì, Đại Đức Tự Đức Sư Nguyên Thông cùng Sư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ quá, thì có thể nói rằng nếu như mà chúng sinh bị lọt vào cái lưới ái á, thì chúng ta phải đau khổ rất là nhiều. Đau khổ về những gì thuộc về nội phần, những gì thuộc về ngoại phần. Nó xung quanh tất cả chúng ta, ăn uống ngủ nghỉ, đối diện với con người, vân vân. Nhưng ở đây
nếu như chúng ta hiểu về cái Phật pháp đó, thì đúng như cái lời của ông Tử Đẳng Hậu vậy đó. Nếu mà còn ái chấp thì nó vô số hệ lụy. Chúng ta ví dụ bây giờ chẳng hạn như bây giờ, nội chí chúng ta ăn phải ăn lúc nào, chúng ta phải ngủ ngủ lúc nào, không có là không được. Chẳng hạn thời gian nào là chúng ta phải ăn ăn như vậy, không không đúng thời gian đó là không ăn, không ăn được món ăn đó là không ăn, vân vân. Thì cái mà chúng ta cái mà chúng ta đặt định, cái mà chúng ta cho nó là như thế thì chúng ta cũng khổ. Ví dụ như bây giờ là thay vì ví dụ như là 10 giờ thì 10 giờ 15, 10 giờ rưỡi cũng được, 11 giờ rưỡi cũng được. Nhưng phải tôi là cái tánh tôi là đúng giờ là phải đúng giờ, đúng như vậy. Cái chuẩn mực nó là như vậy. Nhưng cái đời sống bình thường hàng ngày của mình có những cái đó. Ví dụ chúng ta đi làm đúng giờ, nó cũng thể hiện cái tư cách con người. Và nó thể hiện, tức là cái công sức của mình bỏ ra mà mình lấy tiền như vậy nó là đúng. Nhưng là phải lúc nào chúng ta cũng nói cho rằng chúng ta cũng đúng hết đâu. Nó đúng cũng ở một cách căn bản. Thì với cái sự nhẹ nhàng như vậy, cái người mà chấm công, cái người mà ghi sổ á, hiểu biết được, thí dụ chúng ta có thể có lúc chúng ta có thể tới sớm hơn, có lúc chúng ta có thể tới muộn một chút xíu. Muộn một chút xíu là nó trễ hoặc 5 phút, 10 phút, nó không phải là một vấn đề. Còn nếu có một số người thì tôi là phải như vậy nghe, không nghĩa là không đúng. Thì cái việc làm nó bắt buộc mọi người phải như thế thì chúng ta không nói, nhưng chúng ta nói bằng một cái cách sống, đời sống, sinh hoạt nó lại là một chuyện khác. Chẳng hạn như tới giờ học là vô học, tới giờ về tan lớp là tan lớp, thì cái chuyện đó nó là một cái quy củ, chứ không phải là một cái ái chấp. Còn ngược lại, cái mà chúng ta thiết lập lên, chúng ta cho cái mà chúng ta cho rằng phải như thế, không phải như thế thì không được nghe, thì cái đó coi chừng nó cũng là một cái, nó cũng là một cái kiến chấp mà gây đến cho mình khổ, mà người khác cũng không yên vui. Nó nhiều lắm quý vị. Phải nói rằng cái sự sinh hoạt của đối với Đức Phật á, thì cũng rất là tùy duyên. Thì dĩ nhiên ngài bất cứ giàu cho không cả ma dương phạm thiên, tất cả không ai so sánh và không ai làm cho ngài có thể khốn đốn, có thể khổ đau, có thể bực bội, có thể khó chịu được, bởi vì tâm của ngài nó vượt ngoài cái lưới ái của cuộc đời. Cho nên từ cái ăn, cái ngủ, cái sự sinh hoạt của chính ngài, nó vượt ngoài cái giới vực của tâm phàm phu chúng sinh, hay là các bậc thánh cũng vậy, vượt ngoài tâm phàm phu của phàm tính. Cho nên cái điều mà chúng ta thấy nội chỉ sự sinh hoạt về nó cũng khác, sinh hoạt của chùa chiền nó cũng khác sinh hoạt cái đời sống tục gia. Chỉ bao nhiêu đó thôi nó cũng đã khác rồi, chứ đừng nói chi mà đối với các bậc hiền thánh, đối với các bậc mà phàm nhân, rồi cái tâm tư của các bậc thánh, tâm tư của các bậc mà đoạn lậu thì nó lại là một chuyện khác nữa. Cái cảm giác mà ngày mà bị một miếng đá nó văng đó thì chỉ là cảm thọ khổ của thân thức thọ khổ thôi, chứ không phải là chính cái thân thức thọ khổ này. Mình đau quá thì mình sợ cái này không đứng này, mà cái đau đó nó cùng nó tác động qua cái tâm của mình là mình cái gì, mình luôn luôn mong cầu cái cảm giác lạc, chứ còn cảm giác khổ này mình chống cả nó. Thì phải nói rằng trên cái nhìn hay trên cái cảm thọ của các bậc thánh này, của nhất là của Đức Phật đó, thì cảm thọ này, hiểu biết được cảm thọ, nhưng mà không bị dao động, không bị tác động cái cảm thọ đó, nó để lại một cái dư âm, cái di chứng cho chính ngài. Tức là bây giờ mình buồn quá, mình nghĩ tại sao mà mình bị như vậy, tại sao mình bị người ta đánh mình, hại mình, hay là người ta, tại sao người ta lại mang tới cho mình như vậy. Thì không trách ai, cũng không trách người, không trách bất cứ cái việc gì, mà các ngài chỉ biết là bây giờ cảm thọ khổ là khổ. Bởi vì chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng là cái cảm thọ của Phật vẫn còn, của chúng sinh, dầu cho là các bậc thánh cũng vẫn còn cái cảm thọ khổ đó.
cái cảm thọ mà khổ, khổ đây tôi khổ của thân này, chứ tâm của ngài không có cảm thấy là nó bực tức, mà nó đau đớn, mà nó trầm kha, nó khó chịu. Cái đó nó khác cái gì? Chẳng hạn như bây giờ chúng ta bị người ta đánh chúng ta, chúng ta đau chút xíu nó hết, nhưng chúng ta nhớ là cái lần động người ta đánh, người ta chửi mình, cái tự nhiên mình nhói đau trong lòng, mình bực bội, mình khó chịu, mình quan kết cái trạng thái đó. Thì thí dụ như đối với các vị thánh thì cái giá thịt mà nó phải đau, hay hoặc là đau nhất của thương, hay là do cái bị khớp, bị bệnh, do cái sắc pháp nó tàn, nó lụi, thì chắc chắn phải như thế. Nhưng không có bị cái dư chấn, cái dư chấn chúng ta tạo một cái dư chấn mình để mình phải nói là hết sức là khó chịu, hết sức là bực bội, thì hoàn toàn không có. Thì cũng vậy, cái chuyện vui, cái chuyện buồn, cái chuyện đúng, chuyện xấu gì, có thể nói rằng đứng trên cái nhìn mà khi chúng ta biết được đối với các bậc hiền thánh thì các ngài có một giá trị hết sức là tuyệt đối. Các ngài không có còn bị dao động nữa. Bởi vì cũng như là từ cái vừa lòng, cái không vừa lòng gì, cái mà chúng ta phàm phu thì chúng ta cho là vừa lòng hay không vừa lòng đối với các ngài, thì sự thật ra nó không có cái chuyện đó. Thí dụ như cái món ăn này nó mặn quá, nó cay quá, nó lạc quá, thì cái vị giác của các ngài biết là nó lạc, nó mặn, nó cay, nó đắng. Nhưng không bao giờ tại sao một cái món ăn vậy mà nó lại đắng quá, đắng quá làm sao vậy ăn được, mặn quá làm sao ăn được, vậy là tôi đói rồi, vậy là tôi không có được rồi, bực bội rồi, cử nữ hoặc là khó chịu bằng cái tâm. Thì đối với các ngài không còn bị cái tình huống đó nữa. Cái vị giác đó, cái tai nghe bị người ta chửi bới, bị người ta mắng nhiếc, thì đó chính là nghe. Cái cảm giác này, cảm thọ đó, các ngài chỉ biết ghi nhận là nghe, nhưng không có đến cảm thọ mà tại sao phải chửi tôi đâu có chọc ghẹo gì đâu, thế là tại sao mà lại phải chửi tôi như thế này như thế kia, không có. Thì chúng ta thấy chứ những con người mình khác, ủa tôi đâu có chọc ghẹo gì, tôi đâu có gây cái nhân gì cho, tại sao mà anh chửi tôi, tại sao mà chị chửi tôi, vân vân. Thì cái đó chính là một cái vấn đề mà chúng ta còn đưa lên một cái đúng sai cái bản ngã của chính mình. Nhưng mà còn với các ngài thì các ngài đón nhận nó và vượt, và không cần phải vượt qua nó gì, mình chỉ cảm thấy nhẹ nhàng và đi qua. Thì trong cuộc đời này, cái tâm con người bị hệ lụy với những gì mắt tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, tâm suy nghĩ rất là dễ dàng. Cho nên không bao giờ mà chúng ta dừng lại. Nhiều khi đang sống yên lặng như thế này, nhưng có một chuyện nghịch cảnh nó xảy ra là chúng ta cảm thấy chúng ta không kiềm chế, hay chúng ta đang hiền hòa như thế này, nhưng có một chuyện gì đó mà nó khởi tới làm tâm của chúng ta không có chánh niệm, hay chúng ta không có bình tĩnh, chúng ta gọi theo cuộc đời chúng ta gọi tức là chúng ta không vô đi somanasika đó, không có như lý, thì nó rất là nguy. Và chưa nói là cái tâm mà cái núi sĩ giá, tức là cái pháp ngủ ngầm tiềm miên của tham dục, của tham tiềm miên, của sân tiềm miên, của nghi tiềm miên, của mạng tiềm miên, của vô minh tiềm miên, vân vân, mà nó khởi sinh lên, thì kính thưa quý vị, cùng với cái tâm đó, nó vô thường đó, là nó vô số hệ lụy, vô số đau khổ. Còn đối với các ngài đã chặt đứt, đã cắt đứt hết tất cả những tiềm miên, những bộc phược phối kết của phiền não, của thượng phần kiết sử, của hạ phần kiết sử, được các ngài đã đoạn tận rồi,
không còn cái gì mà có thể mang tới cho các ngài các bậc thánh tứ quả một cách đau khổ về cuộc đời này, tất cả là bình thường. Thì dầu không bình thường hay bình thường, đối với các ngài mọi chuyện nó như là bình thường, không có gì hết. Cũng như là khi các ngài cảm giác cảm thụ nó như thế rồi nó vượt qua, nó không có gì mà để lại, thì nó cũng bình minh và hoàn hôn. Thế cuộc đời nó như thế, cái gì mà là coi như là quả thật với cái tâm tư của các ngài phiền não rồi thì không còn gì mà để dướng mắt lại. Nhưng người cũng sinh ác 2 năm, 3 năm, 10 năm về trước, 20 năm về trước, 50 năm về trước. Nhưng chúng ta nhớ lại cái chấp ngã chấp thủ đó, chúng ta vẫn còn như thở nào. Bởi vì người ta mới thù oán, người ta mới quan kết quan trái, rồi để tới lúc thì người ta trả thù, hay là người ta rửa cái hận, chúng ta gọi là rửa cái hận, rửa cái nhục, chính có được cái hận cái nhục này chính là phục vụ cho cái bản ngã của mình, chính là phục vụ cho cái tôi cái ta, chúng ta tìm lại cho cái tôi cái ta nó vừa lòng, vân vân. Thì vô số là hệ lụy, chẳng những đau khổ. Cái tu đó, nó rất là hay. Sở dĩ mà chúng ta có thể bỏ được, có thể buông được, thì tại sao mà không buông? Cái chỗ tu nó hay chỗ này nè quý vị. Nếu chúng ta biết chỉnh hướng, chúng ta biết suy nghĩ lại, mà gọi là vô số manasika, biết như lý tắc ý, nó khác, thì chúng ta có thể vượt qua được. Hay ngay cả chúng ta phải quán suy về cái nghiệp quả của mình, tự nhiên chúng ta chấp nhận. Và chúng ta chấp nhận nghiệp quả đó cũng bằng một cách đó, tức là chúng ta buông bỏ, để chúng ta không có quan kết quan cái với chính họ, hay là không có coi đó là một chuyện lớn trong công cuộc tử sinh của mình, thì rất là nhẹ nhàng. Nhiều người bị người ta đánh đập, hay bị người ta áp lực, hay bị người ta làm hại mình, hay nó thấy sống theo xã hội bị bè bạn coi như là lừa gạt, giật dọc tiền bạc, hay là lừa mình để làm hại mình, vân vân. Sự thật ra nếu mà hiểu được cái Phật pháp thì không phải tự nhiên nó vậy, mà ôi cũng là quán kết tiền thân, thì xem như trả nợ tình gần, trả nợ tình xa, trả nợ kiếp này, trả nợ kiếp từ tiền thân. Còn nếu như người ta giật mình, thực sự như cho người ta dai mình đi rồi, cũng trong vòng luân hồi này cũng không có gì đâu. Và sự thật ra nếu như mà cái đó cũng còn của mình thì nó sẽ về, cũng còn của mình thì xem như mình trả nợ người. Thì cái sự suy nghĩ đó đành rằng những cái vật mà chúng ta mất đó là mồ hôi nước mắt, những cái việc này, những cái điều kiện kia, nhưng kính thưa quý vị, bây giờ nó không còn nữa, thì chúng ta phải biết chấp nhận là không còn. Mà có đôi khi nếu chúng ta suy nghĩ như vậy á, cái tình cảm của bè bạn, tình cảm của quyến thuộc mà nó rất là tốt đẹp, chẳng hạn như bây giờ cô dì chú bác anh em của mình nhiều khi người ta kẹt chút xíu, người ta mượn mình, rồi bây giờ người ta không có điều kiện người ta trả, chứ không phải người ta giật, nhưng chúng ta lại oán thù, thì sự thật ra chúng ta bực bội, chúng ta khó chịu. Thì cái mà chúng ta bực bội khó chịu thì bây giờ chúng ta cũng không có thể lấy lời, thì không có lấy lời, hoặc là cái nhiều khi người ta một chút quan kết quan cái, thì chúng ta suy nghĩ cái như lý thức ý, chúng ta chỉ điều khiển qua một cái khác là được, ok. Bây giờ người ta không có điều kiện để trả, hay là trong một cái vô tình gì đó, nhiều khi người ta nói nhắc tới tên mình, hay hoặc người ta bình phẩm người ta nói mình như vậy, thì thôi mình suy nghĩ lại là coi mình có quả thật như vậy không. Nếu không có gì thì ok, có thì cũng vì cái tình với nhau mà thôi, tha thứ cho nhau, nói như vậy đó thì nó mới được chứ. Thì gặp nhau ở cuộc đời này nó là giả tạm, nhưng chúng ta sống làm sao để tình thương mến thương, để biết quý nhau, để biết trọng nhau, chứ đừng có thể mà chúng ta mắng nhiếc, chúng ta chửi rủa. Nhiều khi có một chuyện nó đơn giản mà chúng ta
lại bỏ đi, lại đánh đổi đi tất cả những tâm tư, những tình cảm, những ân mà trước khi cái sự tình này xảy ra. Mà người ta nói cũng rất là hay, nếu chúng ta biết duy lý đó, tiền bạc thì dễ tìm mà có thể tìm lại được, nhưng được cái ân tình đó, cái nhân duyên của con người nó khó lắm. Là như thế thì cái này là vô số hệ lụy là chắc chắn rồi. Mà còn ái chấp thì vô số hệ lụy đau khổ từ tiền thân cho tới hôm nay và cả tương lai. Nếu như chúng sinh nào mà chấp ngã thì vô cùng đau khổ, vô cùng mệt mỏi. Dạ, kính bạch hòa thượng, đây là chính đôi điều của trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung kính hòa thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú kính trình thưa tòa chư quyền, bạch thượng tọa pháp tân, thượng tọa có còn ở trước máy không? Nếu thượng tọa pháp tân nghe được, xin thượng tọa khoan hỷ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Dạ, bạch thượng tọa pháp tân, chúng ta trở về với đời sống bình thường của một con người đó, thì khi mà chúng ta là người tu, đối diện với cơn đau của thể xác thì chúng ta nên làm gì? Thí dụ như là chúng ta là một vị tu sĩ mà lúc chúng ta bị nhức răng hay là bị giải phẫu cái gì đó mà lúc đó cơ thể rất là đau và không có painkiller, không thuốc giảm đau, thì đối diện cơn đau đó chúng ta nên làm gì? Xin kính thỉnh thượng tọa. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Con kính đảnh lễ chư Tùng Đức, kính chào đại chúng trong rừng. Con nghĩ rằng là khi mà một người mình cái việc mà bị cái cơn đau của bệnh hoạn hay là tai thương tích gì đó về thể xác đó, thì con nghĩ rằng cái việc đó nó cũng có trong đời sống thường xuyên. Khi mà làm việc rồi mình bị một vết thương gì đó, lỡ đụng chạm như bị vết thương đau, hoặc khi là bị một cái cơn bệnh đau gì đó, nhức đầu, nhức răng hoặc đau bụng, những cái mà mình thấy nó thường xuyên xảy ra, thì con nghĩ rằng là cái đau đó thì nó không phải có, nhưng mà rồi đó thì nghĩ lại đó thì theo riêng bản thân con nghĩ rằng khi mà mình bị đau vậy đó, ráng cố gắng mình chịu, hoặc là có khi đó là mình nghĩ những việc khác, nghĩ cái lái cái tâm của mình vào việc khác. Ví dụ như mình làm một cái việc gì đó, mình chú tâm vô. Rồi hoặc là khi đau quá thì mình ráng mình chịu, đừng có nghĩ rằng là giống như cũng đồng thời một vết thương. Nhưng mà cái câu người ta nói rằng nhiều khi mình chịu không được vết thương tuy nhẹ thôi, nhưng mà mình chịu cái người mà chịu đựng đau giỏi đó thì họ thấy đến nỗi, họ cũng đau vậy nhưng mà không đến nỗi nữa, họ khó chịu. Còn cái người mà chịu đau dở đó, chút thì họ cũng đã chịu nổi, nên là họ sinh ra những cái tâm khó chịu, những sự khó chịu về thân, rồi tâm họ bực dọc khó chịu những việc này việc nọ đó. Thì cái việc đó nó cũng xảy ra ở trong đời sống này. Thì theo con nghĩ rằng là do mình phải chịu, ráng tập cái sự chịu đựng đó, chịu đựng của cái cơn đau của cái vết thương, nó là cơn đau của một cái chứng bệnh gì đó nó làm cho mình đau vậy nè, thì nghĩ mình ráng chịu đựng. Còn không, nếu có suy nghĩ thì mình nghĩ rằng rõ ràng là có cái bệnh, khi mà có những cái bệnh thì cái đau này nó cũng không có so với lại những cái bệnh gì mà nó khốc liệt hơn, thì có lẽ nó cũng không bằng gì đâu. Yeah. Nó không bằng đâu.
con nghe kể là những cái người bị ung thư đó, họ đau lắm nhưng họ tỉnh táo. Tỉnh táo là mình so với là những cái cơn chứng bệnh khác. Thường thường là những người bị ung thư đó, là họ tới chết đó, nghe mẹ kể lại đó là họ vẫn tỉnh. Nhưng mà có một điều là phải nói là nó rất là đau đớn, bởi vì cái người mà họ bệnh một cái giai đoạn đầu đó thì họ phát hiện ra sớm, họ chữa nó cũng có thể bớt, có thể hết. Nhưng mà họ kể ra là những cái đau đó rất là đau, bởi vì theo con nghĩ rằng một cái người mà bị một cái vết thương bình thường thôi, ở ngoài da đây nó đâm thủng vô trong mỡ trong thịt mình, trong da của mình, thì mình cũng đã thấy đau lắm rồi, không chi là những cái người mà bị những cái bệnh ung thư, những cái chứng bệnh khác ở trong lục phủ ngũ tạng này, thì phải nói rằng rất là đau đớn. Cho nên riêng con nghĩ rằng một là mình phải ráng để chịu đựng, mình xét thấy rằng là có những cái bệnh, có những cái đau nó còn đau hơn cái mà mình đang cảm thọ đây. Ví dụ mình bị vết thương, nhưng mà ngay cả cái sổ mũi, nhức đầu, đau bụng thì nó cũng đau đó, đau. Nhưng mà so với những cái chứng bệnh nan y thì có lẽ là cái này nó cũng chẳng thấm gì đâu, cái đau này nó cũng không thấm so với những cái đau của những chứng bệnh nan y. Cho nên ráng mà chịu, ráng mà chịu. Hoặc là có khi thì mình nghĩ rằng là cái sự cảm thọ này nè, nó là quả thật là cái điều mà chúng ta phải chịu, bởi vì mình có thân thì phải khổ vậy đó. Có thân thì phải khổ, có thân thì nó chịu đối khác, và có thân thì phải có những cái sự cảm thọ đau đớn của sắc thân. Có thân thì nó phải khổ lụy về tâm lý, nhiều thứ. Cho nên nếu mà mình suy nghĩ cho kỹ thì cái cơn đau thì cũng có lúc thì nó cũng phải hết, nếu mà mình chữa được, nếu mà mình chữa lành. Còn cái điều mà mình khó chịu, làm cho cái tâm lý mình nó khó chịu, vì sự thật ra là nó gây cái tổn thương cho mình, không có điều chi khác mà nó gây cái tổn thương cho mình trước. Cho nên là vì vậy có cái sự kham nhẫn chịu đựng vậy đó, thì hy vọng rằng là cái cơn bệnh nó sẽ sau khi điều trị chữa khỏi thì mình cũng có thể là hết những cái sự đau đớn đó. Hoặc là mình cố gắng mình để cái tâm của mình vào một cái suy nghĩ khác. Cái suy nghĩ, nếu mà mình làm cho nó lớn mạnh, để cái tâm mình vào trong cái sự lớn mạnh thì mình cũng quên dần đi cái sự đau đớn. Nói vậy chứ cũng không phải là dễ, là vì là như một người có một cái tâm lực mạnh thì khi mà họ có những cái đau đớn đó thì họ ráng chịu đựng, rồi họ kham nhẫn, rồi họ ráng cái tác ý để cái tâm vào trong một cái đề mục, thì đề mục nào đó để dán cái tâm vào đó thì cái sự đau đó nó cũng tránh đi. Cho nên tránh làm sao cái đau đớn của sát thân ấy, đừng để cái tâm lý của mình khó chịu, thì như vậy nó tốt hơn là mình một chút mình khó chịu, nó cũng đồng thời người ta cũng bệnh giống như mình. Con nghĩ là nó ngang nhau đi, nó bằng nhau đi. Nhưng mà rồi có những người họ chịu rất là giỏi, chịu đựng cái cơn đau rất là giỏi, nhưng mà có người cũng không có, một chút cũng không chịu đựng được. Có thể rằng là giống như người ta nói cái câu là nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột, câu người ta nói vậy, thì có nghĩa là cái mức độ trầm trọng của mình tuy là bị cái vết thương nho nhỏ thôi,
nhưng mà mình làm cái chuyện nó rất là lớn, mình quán tác lên hay là tất cả những cái điều gì đó, mình có những sự phản ứng thì thực sự ra nó cũng không tốt, không tốt về tâm lý cho mình. Trong khi nếu như mình biết cái sự kham nhẫn đó, thì mọi cái cơn đau nó cũng rồi, sau khi mà mình chữa nó lành, sau khi mà mình làm nó cho nó tốt thì cái cơn đau nó cũng giảm dần đi và nó có thể tiêu mất đi. Thì đây là cái ý kiến của con xin có vài cái suy nghĩ để trả lời qua cái câu hỏi thượng tọa vừa nêu. Kính thưa thượng tọa trả lời. Sa thu, kính thưa thượng tọa Pháp Tân. Thưa quý vị, còn 10 phút sau cùng của lớp học hôm nay, chúng tôi xin được tiếp theo lời của chư Tôn Đức. Ở trong kệ ngôn mà Đức Phật nói với ác ma đó, có một câu Hanimna Pasami Kunhin Chiloke, ta không thấy cái sự tổn giảm của bản thân giữa cuộc đời. Câu này nói lên cái nhìn gọi là đối đãi của chúng sanh trong đời. Hồi nãy Thượng tọa Pháp Tân có một câu thành ngữ rất quen thuộc về Việt Nam chúng ta là nhà giàu đứt tay ăn bài đổ ruột. Thứ vị rất nhiều cái tình huống xảy ra đau khổ với chúng ta, nhưng mà không phải lúc nào chúng ta cũng nhìn điều đó là trung thực, mà chúng ta nhìn nó trong tư cách đối đãi. Đối đãi là thế nào? Chúng tôi lấy một cái ví dụ như là năm rồi 2021 vào tháng 2, chúng tôi trải qua 3 ngày nằm ngủ trong phòng, trời rất lạnh, 28 độ C, tức là âm 1 độ, 28 độ F, tức là âm 1 độ C. Không có điện, không có lò sưởi. Và chúng tôi ngủ chỉ nhờ vào quần áo ấm, và ngủ trong một cái túi ngủ, và tôi đi cắm trại mùa đông bên ngoài. Nhưng mà chúng tôi có cảm nhận ra rằng cái điều đó nó không có lớn chuyện đối với mình, tại vì cái việc điện không phải chỉ có chùa Pháp Luân, không phải chỉ thành phố Houston cấp điện, mà rất nhiều nơi, hầu hết trong tiểu bang Texas bị cấp điện. Và cái khổ, cái lạnh không phải một mình chịu, mà có rất nhiều người chịu. Và chúng tôi cũng hiểu rằng, bởi vì mình ý thức được rằng cái việc này không xảy ra riêng mình, thành ra mình cảm thấy nó bình thường. Chúng tôi sống trong chùa đó, có nhiều khi chúng tôi nhận ra điều này là cũng thời bị cảm, nhưng mình là trụ trì mình cảm thì có nhiều Phật tử khẩn trương, sư sao hôm nay sư có uống thuốc gì chưa, ăn gì chưa. Lại cũng có những vị sư cũng bị cảm nặng hơn nữa, rất là tội nghiệp, thì cũng Phật tử họ quan tâm nhưng mà họ không cảm thấy nó lớn chuyện. Tại thật ra cái cảm cúm thì người nào cũng giống nhau hết, như ở một vị trụ trì hay một người Phật tử thân thiết thì họ họ thấy khác, còn cái người bình thường thì họ thấy khác. Thì cái tâm đó gọi là tâm đối đãi, tâm đó gọi là tâm có sự so sánh giữa cái này cái khác. Cái tâm đối đãi đã làm cho chúng ta khổ. Cái tâm đối đãi đã làm cho chúng ta có sự phân biệt. Tâm đối đãi đó là chúng ta gọi là chúng ta thích làm lớn chuyện. Thưa quý vị, chúng ta thường là chúng ta ít khi học được cái hạnh đơn giản
giải thoát nhẹ nhàng của chư Phật và chư vị Thánh Tăng. Ngài Sariputta đi khất thực, ông Bà La Môn đánh ngài. Ngài chỉ chậm rãi hỏi rằng chuyện gì vậy? Và thưa vì thái độ nhẹ nhàng của ngài đã làm thay đổi cục diện. Nhưng mà ngay sau đó các vị tỳ kheo, những người Phật tử cảm thấy bất bình mãnh liệt. Tại vì sao? Tôn giả Sa-di Phật là ai? Là một vị đại trưởng lão, là một cái cột trụ lớn ở trong Phật giáo. Ông Bà La Môn, khi Bà La Môn lập cái ngoại đạo, xúc phạm đến ngài, rồi hỏi nghĩ chuyện này chuyện kia, là những người Phật tử muốn làm cho tới lẽ, là Đức và Tôn giả Sa-di Phật đã can thiệp, như chúng ta đã từng nghe bài kinh đó. Ở đây, ở cái mức độ đồ đó thì chúng ta nên hiểu rằng trong thế gian này, mọi việc nó sinh ra đó, nó là do cái tính cách là so sánh đối đãi. Mình là người có địa vị mà người ta mời cái chỗ ngồi không thích đáng, không được cao sang thì mình cảm thấy khó chịu. Trong khi đó, cũng chỗ ngồi đó mà có người khác cảm thấy hãnh diện, không muốn ngồi vào chỗ đó. Chúng ta nhớ rằng chúng ta luôn luôn sống với ngã chấp, ngã sở và mạng tùy duyên. Tôi, đây là của tôi, đây là tự ngã của tôi. Chúng ta luôn sống như vậy. Và người sống như vậy đó, tâm luôn phải đau khổ. Đức Phật ngài có thể nằm một mình ở trong tịnh thất, một mình thôi. Lúc bây giờ ngài phải nghĩ rằng tại sao ta là Phật và đi với ta hại ta? Tại sao ta là Phật mà ác ma hại ta? Tại sao ta là Phật mà giờ này không ai chăm sóc ta, vân vân. Thật ra thì có chư tỳ kheo chăm sóc, có Tôn giả Ananda, nhưng mà Đức Thế Tôn đã dành cái thời giờ một mình. Và ngài nói đến điều đó cũng không hẳn là ác ma hiểu hoàn toàn. Ác ma chỉ biết có một điều là Đức Phật ngài biết mình rồi biến mất. Hãy ma mà nhận ra là Đức Phật biết mình là ma thì mà biến mất. Nhưng mà chúng ta thông thường ở trong cuộc sống này, những phản ứng tâm lý nó dựa trên cái gì? Nó dựa trên cái nhìn. Cái nhìn đó đến từ đâu? Đến từ ngã chấp, đến từ cái chấp thủ của chấp ngã, chấp cầu ngã sở, mạng tùy biên. Đây là ta, là của ta, tự ngã của ta. Và do vì cái nhìn của chúng ta rất khác, thật ra không phải dễ dàng để hiểu đâu. Chúng ta không dễ dàng để hiểu việc đó. Và cũng như hồi nãy chúng tôi hỏi Hòa Thượng Từ Sư một câu và Thượng cũng có trả lời, chúng ta không dễ dàng hiểu được cái tâm bi mẫn của Đức Phật. Đức Phật ngài nhìn sự việc một cách khác hoàn toàn, một cách hoàn toàn. Ví dụ như là chúng ta đã ở gần những bà mẹ có nhiều con, một đứa con làm lỗi thì những đứa con khác nghĩ rằng mẹ phải trừng phạt, phải trừng phạt nặng để cảnh báo. Nhưng mà thưa quý vị, cái nhìn của bà mẹ chứ đứa con đó, nó không thể cân đo đong đếm được. Bà mẹ có nhiều khi thấy đứa con làm càng sai lại càng thương xót, cái con càng sai thì nghĩ cách nào để cho đứa con nó thoát khỏi cái vũng lầy của cái sự sai lầm đó. Cái nhìn bà mẹ phải rộng hơn, phải lớn hơn, chứ không phải đơn giản là thấy con làm sai là trừng trị con, trừng phạt con cái này cái khác. Cái đó khó lắm thưa quý vị. Làm con mà hiểu mẹ đã khó rồi thì làm sao mà làm con Phật mà hiểu Phật hết cũng khó, mà ma hiểu Phật lại càng khó hơn nữa. Tại vì sao vậy? Cái tâm đó phải nằm ở chỗ đó. Chúng ta sống thì cái gì cũng muốn ăn thua đủ. Chúng ta sống cái gì cũng ăn miếng trả miếng. Chúng ta sống cái gì được phải ra lý ra lẽ. Nhưng thật sự nó phải ra lý ra lẽ mà ra phiền não. Thường là như vậy. Vì vậy, có thể nhiều người trong chúng ta không muốn đọc bài kinh này, kể về một cái giai đoạn duy nhất trong cuộc đời của Đức Thế Tôn mà có sự việc là chân của ngài bị thương. Nhưng mà thật ra nếu chúng ta nhìn lại thì hình ảnh của Đức Thế Tôn an nhiên chịu đựng khổ thọ của thân,
và Ngài đã dạy cho ác ma điều gì đó, thì cho chúng ta một cái nhìn khác về Đức Phật, về cái tâm lượng giải thoát. Dù tâm lượng của chúng chưa đủ, Đức Phật chưa hiểu nổi đâu. Phật giữ Phật tri, Thánh giữ Thánh tri, chừng Phật vẫn biết thì chúng ta không biết được. Nhưng mà chúng ta có thể mượn một vài cái hình ảnh trong đời này để thấy rằng sự an nhiên giải thoát đó, nó muốn phải vượt lên trên cái thường tình, vượt lên trên cái mà chúng ta nghĩ đến nhân ngã bị thử, vượt lên trên cái mà chúng ta nghĩ rằng đây là ta, là của ta, từ ngã của ta. Cái đó cái khó lắm. Như là dù sao đi nữa, thưa quý vị, có một cái sự việc mà chúng ta phải dẫn trong cuộc đời này, càng chấp nhiều thì càng khổ nhiều. Có thể chúng ta không tin Đức Phật Ngài dạy rằng ở đâu có ngã chấp thì có đau khổ, càng chấp nhiều thì càng khổ nhiều, ngay cả cơn đau của chính mình. Lúc đó đó thì dù chúng ta nằm, chúng ta trách trời, trách Phật, chúng ta có trách kẻ thù, trách người này kia, thì chúng ta vẫn đau thôi. Nhưng mà chẳng những đau có thân còn đau tâm nữa. Thôi thì chúng ta hãy học mỗi lần có một cơn đau đến, chúng ta tập ghi nhận đó là cảm thọ, là khổ thọ. Khổ thọ có sanh, có diệt, có đến, có đi, có mạnh, có nhẹ. Chúng ta đem tâm trở về hơi thở. Chúng ta đem quán sát rằng tự tánh khổ não bất toàn bất toại, phổ cập pháp giới không phân sớm lạc, gia tộc bất độ, ba cõi nhân thiên. Không ai trong thế gian này chịu cái nỗi khổ riêng một mình đâu. Mà đó là một tình trạng phổ cập. Phổ cập hết tất cả, không có phân biệt, sớm là gia tổng quốc độ. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma ở đây. Quý vị, ngày mai này chúng ta sẽ có môn Thắng Pháp và vị giảng sư là Hòa Thượng Tuệ Siêu. Kính đại lễ Chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai. Chúng con thành kính tri ân Hòa Thượng Giác Đẳng đã từ bi đúc kết cho bài học ngày hôm nay. Và kính cảm ơn quý sư. Xin thay mặt chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ các ác nghiệp hơn các hạnh lành thanh tịnh hóa tâm ý như lời Chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ấp để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya. Con xin hồi hướng phước lành là các cùng pháp giới chúng sanh gọi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân điểm tiền quá ban tròn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp luân thường thiên nhà nhà mọi sao được.
giờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành phun quả trị nhân sa phang su mang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti on tu ni ron ta lang tu sa phang su mang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa tam ma lu pa ve na so ti on tu ni ron ta lang tu sa phang su mang ca lang ca khan tu sa pa trong